Đi thi vào lớp 10, nữ sinh viết văn hết 16 trang giấy khiến giám thị coi thi vô cùng hoang mang. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, một nữ sinh đã khiến cho giám thị coi thi phải ngỡ ngàng vì viết đến 16 trang giấy cho môn văn. Có thể nói sức nóng và sự căng thẳng trong phòng thi lúc ấy cũng không nóng bằng nhiệt huyết dâng cao và vô số ý văn tuôn trào trên trang giấy. Kết thúc giờ thi, nữ sinh phấn khởi bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi tắn trên môi vì làm bài siêu tốt. Bạn nữ còn khiêm tốn chia sẻ lại, con viết không kịp thở, không có thời gian xem các bạn trong phòng làm bài thế nào. Lúc xin giấy thêm, con thấy mặt giám thị hơi bị ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, bạn nữ còn chia sẻ thêm về mục tiêu phấn đấu để thi vào trường luật và chắc chắn sẽ trở thành một luật sư trong tương lai không xa. Nhiều người sau khi nghe qua sự việc cũng không khỏi bất ngờ trước bản lĩnh vừa tư duy, vừa viết bài một cách thần tốc của cô gái. Bên cạnh đó lại có nhiều người cho rằng học sinh chuyên văn phân tích hơn 10 trang giấy là chuyện rất bình thường. Một số chia sẻ khác được cộng đồng mạng để lại. Nghe 16 trang giấy, nghe nói nhiều chứ kỳ thực chỉ có 4 tờ thôi mọi người ơi. Mình viết 2 tờ đã mừng rơi nước mắt rồi. Đợt tôi thi học sinh giỏi văn có bạn kia viết 14 trang mà muốn xin thêm giấy viết tiếp nhưng xui là sắp hết giờ phải dừng lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.